Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trưởng ban nội chính tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Điều tử vong. Trưa ngày 10 tháng 9, tức là ngày hôm qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xác nhận với phóng viên rằng ông Nguyễn Văn Điều, nguyên trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình đã tử vong. Nhà chức trách phát hiện thi thể của ông Nguyễn Văn Điều, 53 tuổi, cựu trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Minh Lãng hôm 10 tháng 9. Các báo đảng cho hay là lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giảo nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết. Bản tin ban đầu báo Vietnamnet ghi rằng ông Nguyễn Văn Điều đã tử vong nghi do tự tử, nhưng sau đó thì đã xóa chi tiết này. Và cùng với tiêu điểm thì báo Lao động tường thuật rằng ông Điều được cho là đã tự tử. Hồi tháng 5, ông Điều khiến cho báo chí nhà nước tốn khá nhiều giấy mực với vụ lái xe hơi gây tai nạn giao thông khiến cho một người chết và hai người bị thương. Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội thời điểm đó cho thấy sau vụ tai nạn giao thông thì ông ngồi thản nhiên trong xe gọi điện thoại cho một ai đó. Do ông Điều bị công luận chỉ trích một cách kịch liệt, công an tỉnh Thái Bình sau hơn nửa tháng mới ra quyết định khởi tố ông này về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, điều 260 Bộ luật tố tụng hình sự Cộng sản Việt Nam để xoa dịu dư luận về vụ bê bối. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đánh giá hành vi của ông Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm giảm sút uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân, theo tờ báo Tuổi Trẻ. Cùng với việc mất ghế, bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Điều còn bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Liên quan đến cái chết của ông Điều thì báo Thanh Niên đăng thông cáo do Tỉnh ủy Thái Bình phát đi, ghi lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, ông Nguyễn Văn Điều được gia đình phát hiện mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình thì lực lượng chức năng xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày thì lực lượng chức năng và gia đình đã phát hiện ông Điều đã chết tại một nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Lãng. Thông cáo cũng cho hay rằng nguyên do về cái chết của ông Điều sẽ được thông báo sau khi có kết luận chính thức của các nhà chức trách. Nhắc lại vụ tai nạn do ông Điều gây ra hồi tháng 5 thì các báo nhà nước cho hay là vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 10 phút chiều 8 tháng 5 năm 2020 trên đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, khiến cho bà Phạm Thị Ngờ, 63 tuổi ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, đang đi xe đạp bị xe hơi tông văng ra xa và vào xe đang chạy ngược lại nên chết tại chỗ. Trong khi thì một người đi xe gắn máy bị thương nặng. Do tài xế xe hơi bỏ chạy, nhiều người dân tức giận truy đuổi và chặn bắt được trước cổng khu công nghiệp Phúc Khánh. Tuy nhiên thì tài xế không xuống xe mà chốt cửa cố thủ ở bên trong. Tờ báo Tuổi Trẻ dẫn lời nhân chứng nói rằng chỉ khi cảnh sát cơ động xuất hiện thì tài xế mới ra khỏi xe và bắt tay cảnh sát rồi được dẫn rời khỏi hiện trường. Phía trước kính xe còn có một thẻ ghi xe ra vào tỉnh ủy Thái Bình. Cũng theo báo Tuổi Trẻ thì thời điểm trước khi gây ra vụ tai nạn chết người nói trên thì ông Điều đi dự tiệc liên hoan chúc mừng một lãnh đạo của tỉnh Thái Bình nhận nhiệm vụ mới. Thời điểm diễn ra vụ tai nạn trùng hợp với tin ông Nguyễn Hồng Diên, bí thư tỉnh ủy Thái Bình, được điều chuyển về làm phó ban tuyên giáo Trung ương Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, con số 53 thật là quý kỵ trong năm 2020 này. Đầu tiên thì ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 53 tuổi, bị sổ khám. Và đến nay thì lại đến lượt một ông ở Thái Bình này bị chết một cách đột ngột và không rõ ngọn nguồn. Không biết là có liên quan gì đến tranh giành những chiếc ghế ở tỉnh này hay không. Nhưng được biết ông này thì đã bị cắt hết các chức vụ liên quan ở Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngọn nguồn của bạo lực ở xã Đồng Tâm không bắt đầu từ cuộc tấn công của ngàn quân vào làng Hoành rạng sáng 9 tháng 1. Nó bắt đầu từ tháng 4 năm 2017 mà khi chính quyền lừa ông lão ngoài 80 tuổi Lê Đình Kình ra đồng để bắt. Trong một video
thì mà giờ đã không còn truy cập được ở trên YouTube. Thì ông Kình kể lại diễn biến rằng khi mà đến đấy, một cái là có một anh cảnh sát cơ động nhưng họ toàn mặc quần áo thun đen. Một anh nhảy xuống đứng vào cái góc tường ở đấy và nổ hai băng đạn chỉ thiên. Và ngay lúc đó thì Trần Thanh Tùng đá tôi một cái. Trần Thanh Tùng đứng đằng sau tôi, mà Trần Thanh Tùng là về công tác tại xã Đồng Tâm này nhiều lần rồi, mà ngay hôm đấy và cách đấy mấy hôm vẫn gặp tôi, vẫn cứ làm việc bình thường. Đá tôi một cái tung lên và trôi 1,5 m. Cái đá của một công an mà họ đang sung sức thì có thể nói là một cái đá mà mục đích là tiêu diệt mình, cho nên một cái đá họ không thương tiếc. Khi tôi tung lên một cái rồi ngã ngửa xuống, đập đầu xuống đường bê tông, nhưng mà hôm ấy tôi đội mũ bảo hiểm. Nếu không đội mũ bảo hiểm thì hôm ấy có lẽ thể là đã vỡ đầu ngay tại chỗ và chết ngay tại chỗ ấy. Sau trận đánh nguội ấy thì những người dân ủng hộ ông Kình, người đã từng là bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, đã bắt giữ gần 40 cảnh sát cơ động, trong đó có tới 2 phần 3 là cảnh sát cơ động. Thì trong vụ việc khiến cho Chủ tịch Hà Nội lúc bấy giờ là Nguyễn Đức Chung phải ký cam kết và phải lăn tay, không khởi tố người dân Đồng Tâm cũng như sẽ điều tra chuyện ông Kình bị đánh và bắt giữ trái phép luật. Cả hai lời hứa này đều chỉ là hứa suông, và cuối cùng thì người ta cũng đã khởi tố vụ án Đồng Tâm nhưng lại không hề điều tra vụ đánh gãy chân của đảng viên khi đó đã 50 năm tuổi đảng. Và trừ mấy lời hứa đẹp vô cùng ân nghĩa của ông Trung thì trận đánh tháng 4 năm 2017 nhắm vào ông Kình và người dân Đồng Tâm là một trận đánh tồi. Trong thời gian tháng 4 năm 2017 đến tháng 1 năm 2020 thì ông Lê Đình Kình tiếp tục khẳng định rằng đất Đồng Xanh có hai phần, một phần là đất quốc phòng và một phần đất dân sinh. Tuy nhiên thì chính quyền lấp liếm muốn đánh đồng hai nửa này để chiếm đất của người dân. Và khi nhà cầm quyền đối đầu với nhiều người dân Đồng Tâm đã trở thành tà quyền từ nhiều năm nay và đưa ra nhiều quyết định có lợi cho giới chức, người dân Đồng Tâm bị dẫn vào ngõ cụt, và đó là khi trận đánh tồi thứ hai diễn ra. Thông báo đầu tiên của Bộ Công an về vụ việc của bài viết này thì trong quá trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối sử dụng lựu đạn bom xăng giao phóng tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả là 3 cán bộ chiến sĩ công an bị hy sinh và một đối tượng chống đối bị chết, một đối tượng bị thương. Cho tới nay thì thông tin này đã được chính những gì đưa ra trong báo trạng, trong cáo trạng là cho thấy Bộ Công an dối trá và chẳng hề có ai đi xây dựng tường rào vào lúc tờ mờ sáng, và sự việc thì cũng không xảy ra ở nơi có tranh chấp và ở Đồng Xanh. Trái lại thì người ta đành phải thừa nhận đó là một cuộc tấn công quy mô lớn vào nơi cư trú hợp pháp của người dân đã được cả thành phố Hà Nội và Bộ Công an thông qua. Vì dựa vào diễn biến vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020, điều có thể xảy ra là lực lượng tham gia tấn công đã được lệnh bắt hoặc giết bằng được cụ Kình. Cái gai trong mắt họ đó là khi mà ông Hiểu, ông Bùi Viết Hiểu, cánh tay phải của cụ Lê Đình Kình trong vụ bảo vệ đất Đồng Xanh, nói tại tòa rằng ông Kình bị bắn thẳng vào người khi đứng dựa vào tường, và trong tay của ông Kình không hề có cầm lựu đạn như cáo buộc của lực lượng công an. Ngoài ra thì các luật sư cũng đã chứng minh rằng cả 10 quả lựu đạn có trong cáo trạng đều đã xuất hiện tại các nơi khác nhau trong hồ sơ và không có liên quan gì đến cụ Lê Đình Kình. Qua đó thì các luật sư nói quả mà ông Kình bị cáo buộc cầm là quả thứ 11, trong khi hồ sơ chỉ nêu có 10 quả. Chẳng ai có trí khôn lại đi tin vào những gì mà nhà cầm quyền nói. Chuyện lựu đạn, vợ ông Kình bà Dư Thị Thành từng nói trong một video được nhà hoạt động Lã Việt Dũng đưa lên Facebook cá nhân hồi đầu năm nay. Người ta bắt khai ở nhà cầm lựu đạn, tôi bảo là tôi không biết quả lựu đạn thế nào, tôi không biết bom xăng là thế nào thì tôi không khai được. Thế là nó tát, cứ thế nó tát, nó đá, tát suốt.
cứ hết bên nọ rồi sang bên kia, xong bắt đầu cứ thế nó đá vào hai ống chân. Còn anh Lê Đình Công, con trai bà Thành và ông Kinh, khai trước tòa khi được hỏi bị bức cung hay nhục hình gì không, bị đánh 10 ngày như một. Ông Phạm Việt Anh dùng dùi cui cao su đánh. Ông Bùi Viết Hiểu cũng nói tại phiên tòa rằng ông bị bắn thẳng vào người như ông Kinh và bụng bị thủng vài chỗ, nhưng may không bị chết. Và một điều đáng chú ý khác trong vụ án này là gia đình của cả ba công an thiệt mạng đều không có gì để nói trước tòa khi họ được hỏi về chuyện họ muốn bồi thường ra sao. Đại diện cả ba gia đình đều chỉ nói đề nghị tòa xét xử đúng pháp luật, và họ không hề thắc mắc tại sao con em của họ bị đẩy vào chỗ chết lúc tờ mờ sáng, và họ không nghĩ rằng có ai phải chịu trách nhiệm về quyết định dẫn đến cái chết của người thân của gia đình mình. Vì một lý do nào đó, họ quyết định giữ những suy nghĩ đó là của riêng mình. Nhiều người khác cũng giữ trong lòng suy nghĩ của riêng họ về những gì đã xảy ra trong một trận đánh tồi tệ đang diễn ra ngay trước mắt. Lần này thì đích nhắm tới của nó như bao lần khác chính là công lý. Trong hoàn cảnh nhỗ nhường như ở Việt Nam hiện nay thì nói thật là đã một hành động cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, dân mạng chất vấn ông Tô Lâm khi phiên tòa đồng tâm đang diễn ra. Trong 3 ngày qua thì khi phiên tòa xử vụ đồng tâm diễn ra và công bố mức đề nghị án tử hình đối với hai con của ông Lê Đình Kình, trên mạng xã hội dấy lên lời yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải dừng phiên sự. Hôm 9 tháng 9, mạng xã hội còn đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tiến hành thực nghiệm làm rõ cái chết của cụ Lê Đình Kình và ba viên công an trong cuộc tấn công võ trang hồi 8 tháng trước. Tâm điểm của chỉ trích nhắm vào ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, người được cho là đứng sau cuộc tấn công võ trang vào thôn Hoành, Đồng Tâm vào sáng hôm 9 tháng Giêng năm 2020. Facebook nhà báo tự do Lưu Trọng Văn viết trên trang cá nhân: chính vì Đại tướng Tô Lâm coi vụ Đồng Tâm là chiến công oanh liệt, nên ngay lập tức sau cái chết dù không rõ vì sao cùng rơi xuống hố của ba sĩ quan công an, Công an Hà Nội và Tô Lâm đã làm rất nhanh hồ sơ trình trực tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký thưởng huân chương chiến công cho ba chiến sĩ nói trên. Ông Văn nêu nghi vấn về việc Nguyễn Ngọc Mẽ, trưởng đoàn cảnh sát cơ động chỉ huy trận chiến hôm 9 tháng Giêng, bị điều chuyển sang công an huyện Hoài Đức mà không ở lại trung đoàn để tổ chức mừng công và chờ thăng tiến. Facebooker này cũng yêu cầu ông Tô Lâm trả lời câu hỏi vì sao người tiêu diệt ông Lê Đình Kình lại không được biểu dương và tặng huân chương như ba viên công an kia. Nếu trả lời thuyết phục trên cốt lõi luật pháp hiện hành thì người dân tin rằng cuộc tấn công của Trung đoàn Cảnh sát cơ động là chính danh, hợp pháp và xứng đáng là chiến công cho đất nước. Nếu không thì hoặc im lặng, không trả lời thì người dân có quyền nghi ngờ về phiên tòa đang xét xử tội giết ba sĩ quan công an này về tính hợp pháp của nó khi mà trắng đen không rõ ràng, theo Facebook Lưu Trọng Văn. Đến nay thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm hề ra mặt trả lời báo chí về vụ Đồng Tâm mà chỉ để cho thuộc cấp, đó là ông Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Việc này trong bài trả lời gần nhất, ngay trước giờ diễn ra phiên tòa, thì ông Tô Ân Sô bị công luận chỉ trích vì phát ngôn cho rằng ông Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Liên quan đến phiên tòa ở Đồng Tâm thì luật sư Phùng Thanh Sơn ở Sài Gòn nêu yêu cầu trên trang cá nhân rằng hội đồng xét xử cần cân nhắc tội danh của 29 bị cáo. Theo luật sư Sơn thì thay vì chờ ban ngày, cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà để phát hiện và xử phạt tội mua bán tàng trữ vũ khí, nếu đúng sự thật của các bị cáo có mua lựu đạn để đối phó, chính quyền bố giáp nhà ông Kình lúc nửa đêm khuya như vậy để đánh giặc thì không thể nói là đúng với pháp luật. Và trong lúc đêm khuya đem lực lượng đến bao vây, dùng súng tấn công vào nhà dân thì dân buộc phải chống trả thôi. Do đó thì hội đồng xét xử cần cân nhắc chuyển tội danh từ tội giết người sang tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng, điều 126 Bộ luật hình sự, với hình phạt cao nhất là 5 năm tù, luật sư Sơn viết trên trang Facebook cá nhân.
Theo tường thuật của báo Vietnamnet hôm 9 tháng 9, tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng sự hy sinh của ba chiến sĩ công an không vô nghĩa vì đã mang lại bình yên cho xã hội, làm thức tỉnh lương tri của nhiều bị cáo. Thưa quý vị và các bạn, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lỗ 284,1 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm 2020. Hãng xe VinFast được ghi nhận là lỗ 6.600 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 284,1 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020, bình quân mỗi tháng lỗ hơn 1.000 tỷ Việt Nam đồng. Và đó là bài viết theo VN Express. Hôm 9 tháng 9, báo VN Express cho biết thêm là việc thua lỗ đều nằm trong dự tính của Vingroup, công ty mẹ của VinFast. Báo này cho hay rằng tại phiên họp thường niên của năm nay, thì ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, cho biết rằng công ty này xác định hai mảng sản xuất xe hơi VinFast và điện thoại smart phải đầu tư lớn và kiên trì, chấp nhận bù lỗ trong 3 đến 5 năm. Nguyên do chính dẫn đến việc thua lỗ của hãng xe còn non trẻ của Việt Nam không được tiết lộ, nhưng báo VN Express cho biết rằng dịch bệnh COVID-19 đã có ảnh hưởng đến việc bán hàng của VinFast, nhưng công ty đã có những chiến dịch khuyến mãi sâu để đẩy doanh số. Hồi tháng 12 năm 2019, trả lời hãng tin Bloomberg, thì ông Vượng cho biết rằng VinFast chưa thể có lãi trong ít nhất là 5 năm tới. Mỗi năm Vingroup phải bù lỗ đến 777 triệu đô la, bao gồm cả chi phí tài chính và khấu hao, mỗi năm lỗ khoảng 7.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 301,3 triệu đô la Mỹ vì bán xe dưới giá thành sản xuất. Như vậy thì chỉ tính hai quý đầu năm 2020 thì khoản lỗ của VinFast đã gần với mức lỗ dự trù trong cả năm. Việc truyền thông nhà nước đăng tin công khai về khoản lỗ của VinFast được ghi nhận là hành động hiếm hoi, vì theo thông lệ thì những tin tiêu cực liên quan đến công ty của các vị tỷ phú tư bản đỏ đều bị gỡ bỏ ngay lập tức do Vingroup được cho là khách hàng quảng cáo lớn nhất của các báo trong nước. Gần đây nhất thì hãng xe được cho là chi đậm cho chiến dịch lăng xê dòng xe SUV Presidente phiên bản giới hạn đặc biệt, sản xuất chỉ 500 chiếc và được tờ báo Tuổi Trẻ quảng bá là dành cho những ông chủ. Hồi cuối tháng 4, mạng xã hội lan truyền video clip cho thấy một chiếc xe VinFast màu trắng đang chạy thì nổi lửa tan tành, gây kẹt xe trên tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương suốt 3 giờ. Thời điểm đó thì các báo đảng không đưa tin này, hoặc chỉ ghi chung chung là một chiếc xe 7 chỗ bốc cháy và đăng ảnh làm mờ logo của hãng. Một chi tiết khiến cho cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi là mâm bánh của VinFast đã bị cháy rụi đến biến dạng. Trong lúc thì bộ phận này thường được làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm để chống cháy vì nhiệt độ sinh ra từ ma sát giữa địa thắng và bố thắng rất cao, có thể gây cháy nổ khi mà bố thắng bị bó cứng vào đĩa thắng. Trong các vụ cháy xe hơi nhãn hiệu khác thì người ta thấy mâm của bánh xe thì sẽ vẫn được giữ được hình dạng như ban đầu. Hồi tháng Giêng, ông Nguyễn Đức Thành, cựu thành viên Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách VEPA, cho biết rằng trên trang cá nhân, bước tiếp theo của chiến lược loại bỏ các dự án lỗ ít, dồn tiền cho dự án lỗ lớn, và báo Nhật đăng tin Vingroup có kế hoạch quay sang vay tiền của Thái Lan cho dự án đầu tư vào VinFast đang lỗ lớn. Tác giả cho rằng nguyên nhân là vì khả năng vay trong nước đã không còn nữa, và bài báo nêu chi tiết đáng lưu ý đây là khoản vay bằng đồng Bát Thái, và đồng Bát thì có khả năng sẽ lên giá trong thời gian tới nên sẽ tạo một rủi ro thành tài chính lớn trong Vingroup. Tất nhiên thì nếu như một đồng Bát đi xuống thì Vingroup lại gặp may mắn và xem các bạn chơi mà hồi hộp. Thưa quý vị và các bạn, Samsung chuyển sản xuất TV từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hãng điện tử Samsung của Nam Hàn sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất TV duy nhất tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam, Mexico và một số nước khác.
Tờ Tuổi Trẻ dẫn tin từ báo Nikkei Asian Review cho biết thì hôm 8 tháng 9 năm 2020, Samsung thông báo sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất TV của hãng này tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vào cuối tháng 11 năm 2020 tới đây. Nhà máy sản xuất TV Samsung tại Thiên Tân bắt đầu hoạt động từ năm 1993, tuyển dụng khoảng 300 lao động. Samsung cho biết sẽ đưa các lao động này tới một số cơ sở khác hoặc hỗ trợ tìm công ăn việc làm mới. Hồi năm ngoái, Samsung đã đóng cửa các nhà máy lắp ráp điện thoại smartphone ở Thiên Tân và thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hãng cũng sẽ đóng cửa một nhà máy lắp ráp máy điện toán ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thời gian qua, Samsung đã mất thị phần cung cấp TV màn hình phẳng đáng kể tại Trung Quốc vào tay các đối thủ nội địa, mà nguyên nhân sâu xa là từ phong trào tẩy chay hàng hóa Nam Hàn sau khi Seoul cho phép triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Bên cạnh đó, chi phí nhân công tại Trung Quốc cũng đã tăng lên. Động thái của Samsung là phần trong xu thế lớn hơn của nhiều doanh nghiệp ngoại quốc đang trong lộ trình di rời chuỗi cung ứng của họ ra khỏi công xưởng của thế giới. Hiện tại Samsung thì vẫn đang duy trì một nhà máy sản xuất đồ điện gia dụng tại Tô Châu và hai nhà máy điện sản xuất chipset bo mạch chủ điều khiển mọi hoạt động truyền tải dữ liệu trong máy điện toán tại Tây An. Theo báo riêng thì trong phúc trình tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thống kê Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng diễn biến phức tạp của dịch virus Vũ Hán trong nước và trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nhập cảng của Việt Nam. Đối với sản xuất hàng hóa xuất cảng, kim ngạch 8 tháng ước đạt 26,5 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 6,5% so với tháng trước, chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất cảng sản phẩm phiên bản mới Note 20. Trước đó, hôm 18 tháng 8, thì đại diện của Samsung tại Việt Nam khẳng định thông tin về việc Samsung có thể chuyển một phần sản xuất smartphone từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật. Hiện các nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung đặt tại tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đang hoạt động bình thường và không có liên quan gì đến sự điều chỉnh sản lượng sản xuất của nhà máy tại Ấn Độ. Nguyên nhân trước đó thì tờ Economic Times cho hay rằng Samsung đã trình kế hoạch đa dạng hóa dây chuyền sản xuất smartphone với chính phủ Ấn Độ. Kế hoạch này thuộc chương trình ưu đãi các dự án liên quan đến sản xuất PLI trị giá 40 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới của chính phủ Ấn Độ. Theo đó thì Samsung có thể sẽ chuyển một phần dây chuyền sản xuất smartphone từ Việt Nam sang các nước khác, sang Ấn Độ. Và trong số này thì điện thoại thông minh giá xuất xưởng trên 200 đô la có thể chiếm giá trị đến 25 tỷ đô la và hầu hết được dùng để xuất cảng. Trả lời báo Tuổi Trẻ thì lãnh đạo của hãng Samsung cho rằng Việt Nam không chỉ là một địa chỉ đầu tư hấp dẫn và hiệu quả mà đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của tập đoàn. Sau 12 năm khởi đầu với mức đầu tư 670 triệu đô la cho nhà máy SEV thì năm 2008 và hiện Samsung là nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư tăng gấp 26 lần lên đến 17,3 tỷ đô la Mỹ. Cùng với những đóng góp lớn về nền kinh tế hiện nay của Samsung cho Việt Nam đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 130.000 công nhân với mức thu nhập ổn định cùng với các phúc lợi xã hội khác. Thưa quý vị và các bạn, mua ma túy tại quán bar vũ trường ở Sài Gòn chưa bao giờ dễ như hiện nay. Chưa bao giờ mua bán ma túy tại quán bar vũ trường, bia club dễ như hiện nay. Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn đã phải thốt lên như vậy tại hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng và kiểm soát ma túy chiều 9 tháng 9 năm 2020. Theo báo Tuổi Trẻ thì phúc trình tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an thành phố Sài Gòn cho biết là trong 5 năm gần đây tỷ lệ ma túy tổng hợp bắt giữ tăng bình quân 105,75% mỗi năm và riêng năm 2019 thì lực lượng hữu trách đã thu giữ
339,3 kg heroin, 1,42 tấn ma túy tổng hợp, 5,8 kg cocaine, 42,2 kg cần sa, 32,9 kg ma túy khác. Theo Nhàn thì các băng nhóm tội phạm ma túy tổ chức mạng lưới linh hoạt chặt chẽ, cùng lúc buôn bán nhiều ma túy, hoạt động trung chuyển tái xuất ma túy và tiền chất qua địa bàn thành phố Sài Gòn với quy mô ngày càng lớn, đối tượng đa dạng hơn. Chẳng hạn như báo Thanh Niên cho biết là hôm 2 tháng 9 thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở tại quận Gò Vấp của 3 người gồm Bùi Thị Kiều Loan 35 tuổi, Nguyễn Hoàng Tú 36 tuổi, Phạm Đình Nhân 43 tuổi, thu giữ 47 kg ma túy các loại. Trong đó thì có gần 30 kg ma túy đá, 9,2 kg ketamin và 20.000 viên thuốc lắc và 5,27 kg heroin. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết đây là một đường dây ma túy khép kín mới được thành lập vào giữa tháng 7 vừa qua và tổ chức buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy trái phép qua nhiều loại ma túy từ Campuchia về Sài Gòn để tiêu thụ, và số ma túy được ngụy trang trong các thùng cắt tông đựng trái cây để qua mắt giới hữu trách. Cũng theo ông Nhàn thì các nghi can thường trang bị vũ khí quân dụng để thanh toán lẫn nhau và sẵn sàng chống trả giới hữu trách khi bị phát giác truy đuổi. Từ năm 2011 đến nay thì song song với các vụ bắt ma túy thì lực lượng hữu trách đã thu giữ 188 khẩu súng và hơn 2.500 viên đạn các loại, gấp 5 lần vũ khí thu giữ cùng kỳ. Đặc biệt thì các đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tại các nơi nhạy cảm như quán bar, vũ trường, nhà nghỉ. Ông Nhàn cho rằng Sài Gòn với 924 quán bar, vũ trường, bia club và hơn 3.500 khách sạn, nhà hàng đều có thể trở thành tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Các băng nhóm buôn ma túy dễ lợi dụng những nơi này để mua bán, dụ dỗ, lôi kéo người sử dụng ma túy, đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng chống ma túy. Tại hội nghị thì ông Trần Lưu Quang thừa nhận chưa bao giờ mua ma túy lại có các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như ở quán bar, vũ trường lại dễ dàng như hiện nay. Số lượng ma túy thu giữ không còn tính bằng ký mà tính bằng tấn. Người nghiện, tội phạm liên quan đến ma túy tăng cao mỗi năm. Từ năm 2011 đến năm 2020 thì Công an thành phố đã phát giác, điều tra, khám phá 15.553 vụ án ma túy, bắt 32.487 người, khởi tố 11.874 vụ với gần 16.000 bị can. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.